Bây giờ là sẽ là buổi live tiếp sức mùa thi cho các bạn nhá. Kỳ thi này là kỳ thi tháng 12 và chúng ta sẽ live stream từ thứ hai đến thứ sáu. Và hôm nay thầy sẽ tiếp sức cho các bạn. Đấy. Đây là cái nội dung mà chúng ta live stream thì thầy không nhắc lại nữa. Bây giờ thầy quảng cáo một chút sang cái phần này. Được chưa? Đấy. Hiện nay thì bên thầy đang có những cái lớp học sau. Thứ nhất là lớp học online VIP 15 dành cho tất cả các cấp độ từ năm 5 đến năm 1. Các giảng viên thì mọi người đều ưu tú cả, đều có là hai là một hết, nên các bạn yên tâm nhé và yên tâm về chất lượng giảng dạy. Chưa? Đấy. Chương trình học thì có 5 năm đến 8 năm buổi, được chưa? Đấy, 5 năm đến 5 8 buổi, tùy vào cấp độ nhé mọi người nhá. Thời gian học này thì chúng ta có học từ 19 đến 21 giờ giờ Việt Nam nhé. Và 21 giờ đến 23 giờ giờ Nhật Bản. Các bạn ở bên Nhật khi mà đi làm về, các bạn ăn cơm, ăn uống xong, giặt giũ xong, tắm giặt xong thì sẽ có thể tham gia vào lớp học ngay được. Tối thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 mọi người nhá. Đấy. Tí nữa thầy có à không, cái này để tí nữa nói sau vậy. Đấy. Tiếp theo, cái lớp học online viết 15 này được học trực tiếp với giáo viên này, học qua Zoom này, thấy chưa? Đấy, tất cả sẽ có test đầu vào nhá. Đấy, các bạn được học đầy đủ tất cả mọi kiến thức luôn. Và những hôm nào các bạn nghỉ thì các bạn có thể xem lại video, bởi vì thầy có quay lại video mọi người nhá. Ok. Đây, đây là nội dung lớp học online VIP 15. Tiếp theo là một lớp học nữa, đó là VIP 500. Lần này thì bên thầy chỉ dạy cấp độ N1 thôi. Ở đây có bạn nào đang học chuẩn bị học N2 không? À, các bạn nào học xong N2 không? Chuẩn bị học N1 thì hãy học lớp VIP 500 cùng với cô Hiền và cô Thanh nhá. Cô Hiền sẽ dạy từ vựng chữ Hán nghe hiểu, cô Thanh sẽ học ngữ pháp và đọc hiểu. Tất cả cái kỹ năng hai cô giáo này thì các bạn đã biết mặt rồi, quen mặt quá rồi đúng không? Đấy. Thì lớp học của chúng ta đây. Ok, cái lớp học là như vậy nha mọi người nhá. Không quảng cáo nữa. Rồi, bắt đầu nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học gì? Hôm nay chúng ta sẽ học về nghe hiểu mọi người ạ. Và nghe hiểu liên quan đến môn đại số 2. Bạn nào mà chưa ôn thi nghe hiểu thì phải nghe hiểu ngay đi nhá. Ôn lại tất cả các đề cũ cho thầy. Rồi, nghe hiểu môn đại 2 buổi số 42. Được chưa nào? Đấy. Nghe hiểu môn đại 2 thì N3, N2, N1 đều giống nhau cả tất cả mọi người ạ. Tất cả đều giống nhau hết nhá. Và bây giờ nghe hiểu môn đại số 2 thì nội dung nghe hiểu của môn đại số 2 này là những cái gì? Để chúng ta cùng nhau bắt đầu. Được chưa? Nghe hiểu môn đại số 2 này thì người ta hay hỏi về tại sao lại thế này, tại sao thế kia, tại sao người này nghĩ như thế này, rồi thì người này đưa cho người kia cái lời khuyên như thế nào, hay là cái gì là nhất, người người con gái nói cái này cái gì là nhất, hay là mục đích của cái này là gì, đúng không? Đấy. Lý do, mục đích để cảm xúc hay là cái gì là nhất này, thường hay nói về những nội dung như vậy nha mọi người nhá. Cái này thì cũng không phải bàn lắm, quan trọng là cái nội dung bên trong cơ, được chưa? Cái bước làm bài này rất là đơn giản, cái bài này cho mọi người nhé. Thứ nhất, các bạn phải memo lại câu hỏi nhá. Các bạn memo lại câu hỏi. Câu hỏi hỏi là người con gái nói rằng là, hay là người con trai nói rằng là. Các bạn viết lại, giờ lấy ra giấy, được chưa? Thứ hai là các bạn phải đọc kỹ nội dung câu trả lời. Chúng ta sẽ có bốn câu trả lời đấy, và các bạn đọc kỹ bốn nội dung cho thầy nhá. Được chưa? Đấy. Và cụ thể là như thế nào? Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau memo lại câu hỏi, học cách memo lại câu hỏi nhá. Ví dụ trong cái câu này. Onna no hito ga supa no kyūjin no chirashi o mite denwa o shiteimasu. Tức là người con gái nhìn cái tờ rơi quảng cáo tuyển người của siêu thị và đã gọi điện, đúng không? Onna no hito wa dōshite ōbo shinai koto ni shimashita ka? Người con gái tại sao lại không ứng tuyển? Đấy. Vậy thì ở đây có một đoạn hội thoại giữa người con trai và người con gái, nên là các bạn phải memo cho thầy là con gái, các bạn ghi là chữ online, các bạn memo này online được, hoặc là ghi tiếng Việt để con gái ra lại được. Tại sao lại không ứng tuyển? Tại sao? Các bạn tại sao thì các bạn chỉ cần có dấu hỏi, không ứng tuyển. Ứng tuyển ở đây các bạn ghi rồi, ghi nhanh vào tại sao không ứng tuyển, hoặc là ô bô ghi bằng tiếng Nhật được. Viết làm sao để chúng ta hiểu được cái câu hỏi của nó, và chúng ta sẽ nhìn lại khi mà đến cuối bài ấy, nhìn lại câu hỏi à, tại sao người gái không ứng tuyển nhá. Mọi hiểu chưa? Memo một cách đơn giản nhất cho thầy để cho nào. Hay đấy là câu đầu tiên. Ví dụ câu số 2 này chẳng hạn, chúng ta memo như thế nào? Ok. 郵便局で女の人が荷物を送ろうとしています。Người con gái đang chuẩn bị gửi hành lý ở bưu điện. 荷物はいつ届く予定ですか? Các bạn có thể ghi từ
Hành lý ở đây, hành lý đúng không? Viết này này, hành lý ở đây, hành lý. Viết tiếng Việt cho dễ hiểu, hành lý này. Khi nào thì đến, ít sự. Viết tiếng Việt được, viết tiếng Việt, tiếng Nhật lung tung hết cả lên, không sao, miễn là mình hiểu nhá. Khi nào thì đến, thằng đánh dấu hỏi vào đấy, khi nào thì đến. Đấy, thì khi mà nhìn lại, đúng không? Khi mà vừa nghe chúng ta vừa hiểu được là chúng ta vừa nhìn cái thằng này đấy chứ, chúng ta đã hiểu là à đang nói về cái gì nhá. Rồi, ok chưa mọi người? Tiếp theo, các bạn đại đọc kỹ cái nội dung câu trả lời nhá. Chúng ta có thời gian tầm khoảng 30 giây để đọc đấy, đúng không? Ví dụ trong cái câu này chẳng hạn, đúng không? Kịch bài vừa nãy, tại sao người con gái lại không tuyển? Là bởi vì thứ nhất, kim mùi chỉ gã di tắc cực cả là thôi, đúng không? À, di tắc cực cả là thôi cả là, bởi vì cả là nhé. Bởi vì rằng là cái nơi làm việc này xa nhà. Tiếp theo, 仕事の内容が希望と違ったから, bởi vì rằng là cái nội dung công việc khác với lại nguyện vọng, hay là tôi tên bên kiểu một tên này cả là bởi vì không có bằng lái xe, hay là cuối cùng là kimubiga kiboto awanai cả là, bởi vì rằng là không phù hợp, cái ngày làm việc không phù hợp với nguyện vọng. Bạn đã đọc qua một tí nhá, một tên này một tên này. Và bởi vì sao chúng ta phải đọc? Bởi vì khi mà người ta nói đoạn thoại thường người ta sẽ nói cái nội dung này theo trình tự từ trên xuống dưới này. Đấy, trình tự từ trên xuống dưới nhé mọi người nhá. Đây, trình tự từ trên xuống dưới. Người ta sẽ nói thằng số 1 này trước. Ừ, thằng số 1 này trước. Đấy. Và cái thằng số 1 nếu mà đúng luôn thì chúng ta có thể điền ma được. Hoặc là nếu mà chúng ta còn phân vân, à hình như là đúng thì chúng ta bắt đầu là chúng ta sẽ là đi tam giác hoặc là dấu hỏi hỏi, đúng không? Liệu có đúng không đây? Liệu có đúng không đây? Tiếp theo thằng số 2 chẳng hạn. Chúng ta nghe sai mà chúng ta phải đánh dấu sai luôn. Sai luôn, bắt sự sai rồi. Đúng không? Tiếp theo thằng số 3 này, tên bên kiểu một tên ai cả là, liệu có đúng không nhỉ? Thì chúng ta có thể đánh dấu tam giác là không biết là đúng hay không, hoặc là chúng ta bắt sự luôn không phải, đúng không? Câu 1 đã đúng rồi, hình như đã đúng rồi thì chắc là đúng rồi, nhưng đâu sau thằng này chém gió mà, đúng không? Cái mười bì cả khi vô tội áo an ai cả là, câu này cũng sai rồi thì chắc chắn là câu 1 rồi, đúng không nào? Thì người ta sẽ nói theo cái trình tự như thế này và chúng ta phải memo và mà được bắt sự tham giác. Và bạn nhớ và để ý nhé, ví dụ vừa nãy chúng ta ghi câu hỏi người con gái mà cái câu đầu tiên cái ông này, ông con trai ông nói, đúng không? Ông con trai ông nói thì là không phải đâu, đúng không? 90% là không phải, đúng không? Rồi, hay là cái ông này ông nói câu hai này chẳng hạn, đúng không? Người con gái nói một hai câu này chẳng hạn, chúng ta phải để ý xem câu nào là câu chính xác nhá. Ừ, được chưa mọi người hiểu cái câu này chưa? Đấy. Tiếp theo, một phần nữa quan trọng trong cái nội dung môn thi số 2 này là các bạn cần phải chọn lọc được thông tin quan trọng, được chưa? Ví dụ trong bài cái người ta hỏi rằng là cái gì là nhất, đúng không? Cô gái này thích cái gì nhất, tại sao, đúng không? Lý do lớn nhất vào cái công ty này là gì chẳng hạn. Thì các bạn phải nghe được những câu kiểu dạng như này. Sore yori này, hay là motto mo này. Đấy, cái mực khác này. Ví dụ sore yori này chẳng hạn, đúng không nào? Motto mo chẳng hạn, được chưa? Đấy. Rồi, đặc biệt là toriwake các bạn này. Thêm ý nghĩa của từ này, toriwake bằng ngoại trục ni, đặc biệt là thì nó có nghĩa là nhất đấy, đúng không? Nan toite mo, nói gì chăng nữa, đúng không nào? Motto mo hay là nani yori, được chưa? Hay là doshite mo, hairitai. Đấy. Tiếp theo, và một cái nữa. Nó liên quan một cái nữa, cái này này. Cái những cái mà nó ngược lại ạ. Ví dụ đằng sau cái từ shikashi ạ. Đằng trước người ta nói rất là nhiều cái nội dung, là đằng sau người ta nói thêm, tuy nhiên người ta phủ định lại cái đằng trước nó bằng cách là nói shikashi, tuy nhiên, đó là, hay là tha đà chỉ có điều rằng là, đúng không? Hay nói như vậy thôi, hay là motto mo, hay là jitsuwa, là chúng ta phải để ý cái nội dung đấy rồi, đúng không nào? Tôi yêu yêu đi hay là đế mộ các bạn biết rồi, đúng không? Ừ. Và bây giờ thì hình như vẫn còn một cái. À không ạ, hết rồi. Ừ. Nội dung lý thuyết tạm thời là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe trực tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cả N3 đến N1 luôn, được chưa? Và nội dung môn đai đầu tiên sẽ là nghe môn đai 3 nha. Các bạn N1 cũng cố gắng ở lại xem cho thầy nhá. Nghe không thầy nhá. Vậy, nào, môn đai số 3 là như thế này. Các bạn nghe và đọc luôn cả những cái đáp án này cho thầy nhá. Đây, cho các bạn nghe luôn này. Nihongo gakkou de sensei to otoko no ryugakusei ga hanashiteimasu. Sensei wa konkai 男の留学生にどんなアドバイスをしていますか? 今回です。 今回ですね。 lần này nhé. Người ta nhắc lại cơ.
Đây là chúng ta có thời gian để chúng ta đọc đúng không? Đấy, người ta cho thời gian tầm khoảng 20 giây đấy. Bài này siêu dễ, nào ba mà. Các anh tập 1 cũng vào để tham gia cùng. John-san, スピーチ大会の練習、良かったですよ。 前回 スピーチの紙を見ずに前を見て話すようにと言いましたが、今日はよくできていましたね。ありがとうございます。ただ、急いで話していて少し分かりにくかったです。もうちょっとゆっくりの方が聞きやすいですよ。時間内に話し終わるか心配で。練習して上手になりましたし、今の長さなら大丈夫ですよ。頑張ってください。わかりました。 ありがとうございます。先生は今回男の留学生にどんなアドバイスをしていますか? Rồi, câu hỏi là Donna advice をしていますか? Nào, các bạn cho đáp án cho thầy thế nào? Đáp án. Câu này siêu dễ rồi, chúc mừng tất cả các bạn đã chọn phương án số 2 Nghiêm Doraemon Ngọc Nhung nha. Đáp án của chúng ta là đáp án số 2 luôn, bởi vì câu này N3. Các bạn nghe được hết ở trong này toàn các anh N2 vào đi học thôi. N1, thấy chưa? Đấy. Sensei wa konkai otoko no ryugakusei ni donna advice wo shite imasu ka? Konkai desu. Lần này nhá, đã đưa ra một lời khuyên như thế nào cho du học sinh nam. John-san, speech. Bài này dễ thì dịch sẽ nhanh cho mọi người nhá. Speech taikai no renshu yokatta desu yo. Zenkai speech no 紙を見ずに前を見て話すようにと言いましたが、今日はよくできていましたね。 Hôm nay, lần này thì lại làm rất là tốt đúng không? Lần trước đúng không? Đấy. Lần trước thì cô đã bảo rằng là, đúng không nào? Đấy. Đừng có nhìn giấy, đúng không? Em làm sao đừng có nhìn giấy mà có thể nói chuyện bằng cách nhìn về phía trước, đúng không? À, đây là lần trước rồi. Thì câu này chắc chắn liên quan câu số 1 là không phải rồi. À, đâu nhỉ? Cái câu này xong có cái hay đây nhỉ? Ở à đây. Đấy. Thì cái thằng này. Cái này lần trước không phải. Tiếp theo. Arigatou gozaimasu. Tada đây câu đáp án đúng là. Tada isoi de hanashitete. Skoshi wakari nikukatta desu. Nhưng mà mày nói vội quá nên là hơi khó hiểu. Mou chotto yukkuri hanashu. Yukkuri no hou ga kikiyasui desu yo. Chọn luôn câu này đáp án luôn. Cô giáo Lân lại bảo lần này đưa ra một cái gì nhá. Lời khuyên như thế nào thì đây là lời khuyên là gì nữa. Đúng không nào? Rồi nghe tiếp những câu sau chẳng hạn. Câu số 3 này. Thì thằng cu này. Jikan nai ni hanashi owaru ka shinpai de. Lo là không biết là trong cái thời gian. Không biết là có nói xong trong cái thời gian được quy định không. Jikan nai desu ne. Thì đây là lời của cái thằng cu này cơ mà. Ông sai luôn. Bắt giữ luôn. Ngài đang ma lự rồi. Này bắt rồi con thằng cuối này. Renshu shite jōzu ni narimashita shi. Luyện tập và đã giỏi lên rồi còn gì. Ima no nagasa nara daijoubu desu yo. Nếu là độ dài như bây giờ thì không sao đâu. Đúng nào? Hãy kamatte kudasai. Thì cái độ dài này, cái câu số 4 là hãy làm ngắn cái bài phát biểu đi. Không phải, đúng nào, cũng sai luôn. Đáp án là đáp án số 2. Đấy, chính xác. Được chưa mọi người? Cái bài này là ba dễ rồi nên là thầy sẽ tua qua như vậy nhá. Ok. Tiếp theo, bây giờ chuyển sang các đề số 2 nhé. Độ khó đã được tăng lên để các bạn nhé. Các bạn đừng cái khinh thường nhá. Các anh là 2 đừng có vào đây mà khinh thường nhá. Đấy, là 2 rồi, nghe là 2 này. Ok chưa? À đâu, đây là đáp án. Đây là 2 đây. Đây là 2. Đây là môn đai gì đây? Số 2, đề GPT là 2. Tháng 12, 2021 nhé mọi người nhá. Ok. Nghe luôn nhé mọi người nhá. Nghe luôn, nghe luôn. Đấy. Chúng ta nhau nghe nhá. Khi nghe thì thầy sẽ im lặng. Ichiban. Onna no hito to otoko no hito ga hanashiteimasu. Otoko no hito ga uchi de tomato o sodateteiru no wa doushite desu ka? Nghe rõ câu hỏi chưa? Đọc qua đi. これ何? トマトだよ。最近作り始めたんだ。
へえ、美味しそうね。でも、どうして？農薬とか心配だから？そうだね。外で買う野菜はたくさん農薬がかかってるから、うちで作った方が安心だっていう人も多いよね。でもまあ、僕はあまり気にしてないんだけど。へえ、じゃあ、家計の節約？これくらいじゃ節約にならないよ。これは、息子が何か野菜を作りたいって言ってやってるんだ。へえ、確か小学生だよね。すごいね。男の人が、うちでトマトを育てているのはどうしてですか？con này dễ rồi. Đấy, đáp án là đang số mấy đây mọi người? Có Thành Lam. Thành Lam là chọn đáp án số 2 là không được, đúng không? Đáp án số 2 của chúng ta là bởi vì rằng là như đây, đây, Lam ở nhà cứ được hồ và an xin đặc là bởi vì là Lam ở nhà thì sẽ an tâm hơn. Còn câu số 4 các bạn sẽ chọn là bởi vì đứa trẻ nó bảo rằng là muốn gọi là trồng cà chua, đúng không nào? Hay muốn trồng cà chua. Hay vậy thì các bạn xem lại cái nội dung nhá. Dạ. Nào. Câu hỏi là gì nhỉ? Otoko no hito ga uchi de tomato o suratteteiru no wa doushite desu ka? Tại sao lại trồng cà chua ở nhà, đúng không? これ何? Tomato da yo. Saikin tsukuri hasimeta nda. Oishishou ne. Vẫn chưa đi qua đúng không? でも、どうして農薬とか安心だから? Tại sao lại thế? Do nó sợ người ta phun thuốc sâu à? Nên là an xin, đúng không?農薬 này, とか安心, simpai だから. Bởi vì cậu lo lắng là có thuốc sâu à? Tức là đi mua ở ngoài siêu thị sợ có thuốc sâu, đúng không? そうだね. Các bạn tưởng như câu này đúng đúng không? Đồng ý với người con gái luôn. そうだね. Đấy.外で買う野菜はたくさん農薬がかかっているから、うちで作った方が安心だっていう人が多いよね。Đây, con này lừa chúng ta. Tiếng Nhật bây giờ phải chốt lại cái câu sau này này. Các bạn ạ, chúng ta nào? Đây, toàn Hà hiểu chưa? Hà ơi, cái câu sau là câu quan trọng. Được chưa? Đúng không? Cũng có nhiều người nói rằng là, đúng không nào? Hay, bởi vì, đúng không?Rau mua ở bên ngoài thì người ta có rắc, hoặc là người ta có phun nhiều thuốc sâu á, nên là làm ở nhà thì cảm thấy yên tâm hơn. Nhiều người nói như vậy, không phải là anh này. Do đó là câu đầu tiên này, đúng không? An xin là không phải này. Oishi yasai tabitai cả đã có không? Không có đúng không? Cái câu này chưa thấy nói gì luôn. Demo ma, boku wa amari kini shite nai n da kedo. Nhưng mà tôi thì tôi không để ý cho lắm. Đúng không?Đấy, trong người con gái nào thế ra cả kê nó sẽ tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình à, cả kê tức là kinh tế gia đình, nó là cho mình là tiết kiệm cho chi phí sinh hoạt đấy, được chưa nào? Đấy rồi tiếp theo nha. Đấy, đúng rồi, kini shinai được chưa? Kini shinai đấy nhé. Ha, これぐらいじゃ, これぐらいじゃ, tầm này á, tầm này tức là đầm mua cà chua không thôi á, sẽ chắc cứ như năm nay à, nó cũng không tiết kiệm được là bao, nó không tiết kiệm, đúng không? Có đây ạ, musuko á, cái này là do, đúng không? Các bạn nghe được từ musuko không? Con trai tôi, đúng không? Đó, nani ka yasai o tsukuritai te itte yatteru nda. Cái này tôi làm là bởi vì đứa con trai tôi nó bảo rằng là muốn trồng cái rau gì đó. Ok cho mọi người. Yasai o tsukuritai te itte yatteru nda. Tashika shougakusei da yo ne. Sugoi ne. Thế à, đúng không? Tashika hình như là, đúng không? Hình như là đấy cậu ấy là gì nhỉ? Đang là học sinh tiểu học nhỉ, đúng không? Sugoi ne. Siêu nhỉ. Được chưa? Hay, setchaku thì không phải luôn, đúng không? Hay, đáp án chỉ là kodomo ga suratetai to itta kara. Bên trên này. Được chưa? Kore wa yatteru nda. Các bạn nhớ nhá, cái câu này là một câu rất là hay lừa chúng ta, tức là so là đi. Được chưa nào? Nhưng mà đằng sau phải nghe cái câu đằng sau, câu này nghe quen mà. Đúng không? Doi hito mo oi, nhiều người như vậy. Thế nên là nhiều bạn bị nhầm sang câu số 2, đúng không?
là không nghe kỹ câu cuối cùng này. Được chưa nào? Hay, tiếp theo nhé mọi người nhá. Rồi, các anh chị là một có đeo nào, giơ tay cho thầy cái thế nào? Ấn like và tỏ tin cái cho thầy thế nào để nghe là một. Chuyển sang là một nhá. Môn này số 3. À, cái câu này là môn này, vẫn là môn này trước, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang lần tập 3, được chưa nào? Đây là tháng 7, 2021, mọi người ạ. Đấy, môn đa 2, câu đầu tiên, được chưa nào? Cho các bạn nghe luôn nhá. N3 các bạn ở đây nghe xem nhá. Hãy N3 nghe nhá. 男の人と女の人が話しています。 女の人は男の人の服が売れないのはなぜだと言っていますか? Câu này hơi khó một tí đấy. Đoạn N3, N2 nhá. Đây là dành cho N1. 着ていないコートをインターネットで売ろうと思ってフリーマーケットのサイトに出してみたんだけど売れないんだよ。ええ、なんでだろうね。そんなに着てないから記事も傷んでないし、そのことは詳しく説明したつもりなんだけど、サイト見てくれる？これなんだけど。お、いろんな角度から撮った写真を載せてるし、説明も丁寧で分かりやすいじゃない。うーん、ただそうだね、今これは買わないかな。 これから寒くなる季節だし、ちょうどいいと思うんだけど。そうじゃなくて、こういう厚手で重そうなのを着たいっていう人は少ないんじゃないかな。最近は軽い素材のコートの方が人気あるから。そうか。古いけど物がいいから売れると思ったんだけどな。女の人は男の人の服が売れないのはなぜだと言っていますか? Nghe kỹ cả câu hỏi nhé mọi người nhá. Phải nghe kỹ cả câu hỏi nữa. Hay. Ít các bạn là một đó nhỉ? Hay. Đâu hết rồi? Bạn đang đúng lấy comment cho thầy một câu đáp án cho thầy với. Nghiêm Doraemon 3, Ngọc Nhung 2, Phương 1, Nguyễn Phương 4. Nghiêm Doraemon 4, ba học 4. Các bạn khác đâu hết rồi? Là một nó hơi khó một tí. Hay. Không có là một là một chạy đâu hết rồi. Là một của thầy đâu rồi? Hay. Đầu tiên chúng ta phải đọc cái này đã nhá. Hay. Cái gì? Cái gì ở đây có nghĩa là vải. Được chưa nào? Vải. Hoặc là chất liệu, được chưa? Trong trường hợp này sẽ là vải. Nó liên quan đến cô tộ. Cô tộ là cái áo khoác, được chưa nào? Chữ Hán này là itande, tức là nó bị hỏng. Được chưa nào? Cái từ này dùng cho vải thì nó chúng ta có thể dịch là bị hỏng. Được chưa? Được không? Còn dùng cho rau củ quả thì vẫn dùng chữ Hán này, nó mang nghĩa là thối, hỏng, được chưa nào? Hãy hãy dô tay là jūbun sitsume sarete nai kara. Đó, câu này là cái hiện trạng thì không được giải thích một cách là đầy đủ. Kisetsu ni atta fuku de wa nai kara. Bởi vì đây là cái quần áo không phù hợp, không hợp, đúng không? Không phải là cái quần áo này. Bởi vì không phải là cái quần áo hợp với lại mùa. Cuối cùng là bởi vì là chất liệu nó khác với lại những cái sự lưu hành hiện nay. Được chưa nào? Hay. Nào bây giờ các bạn xem nhá. Hay. Nào, câu hỏi là gì đây? Câu hỏi. Người con gái đã nói rằng là đúng không? Người đã nói rằng tại cái gì đây? Nase là tại sao? Cái lý do mà bộ quần áo của người con trai không bán được là tại sao? Được chưa? Đấy là tại sao thôi. Mấy câu đầu thường sẽ là không phải đáp án, được chưa? Đấy, tiếp theo. Kite nai koto o internet de uroo to omotte free market no site ni dashite mitan dakedo urenai in da yo. Đấy. Cái này dễ rồi nhá. Tớ định bán cái bộ quần áo mà tớ hầu như không mặc trên internet và tớ đã đăng lên cái trang web gì đây? Bán hàng, chợ bán hàng, được chưa nào? Thế nhưng mà không bán được. Thế tại sao lại như vậy nhỉ? Nan de da ro ne? Sonnani kite nai kara kisi mo itande nai shi. Cái câu này là câu người con trai nói. Được chưa? Hay. Không mặc nhiều đâu mà cái chất liệu của nó cũng không bị hỏng. Đúng không?
はい。そのことは詳しく説明したつもりなんだけど、đúng không? はい。Tôi cũng đúng đó thì là tôi cũng đã định là giải thích thật là rõ ràng nó rồi, đúng không? はい。サイト見てくれる？うん。じゃあ、cậu xem nó cho tôi cái website xem với, đúng không nào? これなんだけど、tiếp theo này. Ừ. Vậy thì cái câu này người con trai nói là phụ nữ cái gì vậy tan thế này cả là không đúng, được chưa? Dô tay là dư vườn sẽ chìm sát sát tên này cả là xem người con gái có nói như vậy không nha. Ồ, いろんな角度から撮った写真を載せてるし、説明も丁寧で分かりやすいんじゃない？あ、じゃない？うん。はい。Thì có nghĩa là đang khẳng định là giải thích đầy đủ rồi, ảnh cũng chụp rất là nhiều rồi. Thằng hai này này, các bạn thấy không? Người ta nói theo thứ tự, kể cả N1 người ta vẫn nói theo thứ tự này. Được chưa nào? Thế thì chỉ còn cái thằng 3, thằng 4 này thôi. Được chưa? Ê, à là, đây này. Ý mạng, nó lừa chúng ta cái câu ý mạng này. Ý mạng, これ買わないかな? À, ý mạng買わないかな? Bây giờ các là không mua nhỉ? Thì cái thằng cu này cũng tưởng là ý mạng bây giờ tức là thời tiết bây giờ giống như các bạn cứ nghe tưởng ý mạng cô này khảo ăn ai cả nè, chúng ta lại tưởng liên tưởng đến là gì, tự biên tự diễn là nó không phù hợp với lại mùa, đúng không? Ê, これから寒くなる季節らしい. À, cái gì cơ, đúng không? À, cái mùa mà bắt đầu lạnh rồi đây này, đúng không? Chô tổ y tổ môn là cái đồ, tức là thấy là vừa đúng, đúng không? Vừa đúng cái vừa phù hợp với thời tiết đấy, đúng không? Chô tổ y nhé. Vừa đúng cái gì nữa, đúng không nào? Nhưng mà đây không phải người con gái mà so giả na cứ tê, được chưa nào? Không phải là như vậy, được chưa? Hay. Thế là chỉ còn mỗi đáp án của số 4 thôi mọi người. Chưa đọc đến đây cũng biết là đáp số 4 cái đoạn này chỉ nghe không hiểu rõ lắm nhưng mà phải đoán được số 4. Bởi mấy câu trên nó là rõ ràng, nó không phải là đáp án rồi mọi người, đúng không? Cô yêu atsude, cái câu này atsude, atsude là dày, đúng không? 厚手で重そうなのを着たいっていう人は少ないんだ。じゃあ、少ないんじゃないかな。chắc là có lẽ じゃないかな。だから chắc là có lẽ。rất là ít người muốn mặc những cái bộ mà nó nặng và nó dày như thế này。đúng không? うん、はい。最近は軽い素材のコートの方が人気があるから。bởi vì là gần đây những cái bộ gì đây?những cái bộ áo khoác chất liệu vải nhẹ này thì được ưa chuộng hơn nên chỉ cả được. Ừ. Thế là gì nhỉ? Đấy, gần đây nó ưa chuộng cái này này, được chưa? Thì nó là lưu cô này, được chưa nào? Thịnh hành, đúng không? Chất liệu vải, bởi vì chất liệu vải nó không phù hợp với việc thịnh hành hiện tại, đúng không? Ừ. Đây là đáp án của chúng ta rồi, câu số 4 rồi. Số cả, phụ nữ kể đồ, mua đồ gái yoi cả là, ưu đây được tổng một tầng đặc kỳ đồ. À, cũ nhưng mà chất liệu nó tốt này, nên tôi cứ tưởng là có thể bán được, nhưng mà không bán được là do nó dày, chất liệu nó dày và nặng nên là không ai mua. Bây giờ người ta mặc đồ nhẹ thôi, đúng không mọi người? Mọi người hiểu chưa? Đấy, ok chưa mọi người? Các bạn nghe đã hiểu chưa? Mọi người ơi, nghe cái bài này các bạn nhận ra được điều gì không? Tức là chúng ta cứ nghe từng câu một. Trước tiên, người con gái bảo là, nên là cái câu đầu tiên người con trai bảo là sai luôn. Tiếp theo, người con gái giải thích rõ ràng. Setsume sareteru, đúng không nào? Wakariyasui. Thế thì câu này sai luôn. Ki setsu, câu này là so zanakute rồi. Rõ ràng câu này đáp án rồi. Mặc dù mấy từ này nghe không hiểu. Atsu de omoso na no kitai tte hito wa sukunai n janai kana. Saikin wa karui sozai no koto no hou ga ninki aru kara. Mặc dù nghe cái đoạn này không rõ cũng hiểu là đáp án của chúng ta rồi, đúng không? Ừ. Đấy. Rồi. Hết rồi mọi người. Ok, rồi bài học hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người nhá. Chốt lại ngày hôm nay chúng ta có hai điều chúng ta cần phải nhớ. Đó là chúng ta phải thứ nhất ghi lại cái câu hỏi, thứ hai và check lại những cái đáp án và sau đó nghe. Chắc chắn là người ta sẽ ban đầu người ta sẽ nói cái này. Và nghe kỹ à, xong thì người ta nói những cái thằng này. Được chưa? Xem là người con trai hay là người con gái nói rõ ràng luôn nhá. Tìm được đáp án ngay, không bao giờ bị trượt luôn. Rồi bài học này kết thúc tại đây nhé. Chào mọi người nhé. Chào tất cả các bạn.